Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lóc của Hải, kênh tin tức cộng đồng Bi Network Việt Nam. Một mod Bi đã dự đoán rằng Bi Network sẽ may nếp mở từ 2 cho đến 3 năm tới. Cụ thể thì một người dùng hỏi rằng bạn có ý kiến về việc khi nào may nếp mở? Thì một mod Bi đã trả lời rằng tôi có một ý kiến, chẳng qua đó chỉ là một phỏng đoán, đó là một chút suy nghĩ của tôi. Đó là từ 2 đến 3 năm nữa. Vậy cái người mà mod Bi này đã trả lời là từ 2 đến 3 năm nữa, vậy là đúng hay là sai? Và dựa vào đâu mà anh ta lại đưa ra những cái phỏng đoán từ 2 đến 3 năm như vậy? Thì đầu tiên chúng ta còn phải biết rằng không một ai có thể biết trước được khi nào mà Bi Network được may nếp mở cả, kể cả đó là Baker Team, kể cả đó là tiến sĩ Nicholas hay là Jenny Elfan đi chăng nữa, thì bà Jenny Elfan cũng không hề biết khi nào được may nếp mở luôn các bạn ơi. Bởi vì cái vấn đề may nếp mở của Bi Network không phải muốn là được các bạn, và nó còn phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố khác nhau. Và nếu hiện tại Baker Team muốn may nếp mở thì cũng được thôi các bạn. Nói chung họ muốn may nếp mở lúc nào cũng được, nhưng mà may nếp mở hiện tại để làm gì? Khi mà may nếp mở hiện tại chỉ có khoảng 6,5 triệu người tiên phong đã vượt qua được KIC thôi, thì tức chỉ là khoảng là 13 phết mấy phần trăm cái số lượng người tiên phong thôi các bạn, so với con số đó là 47 triệu người tiên phong, thì đây là một con số khá là nhỏ. May nếp mở ở thời điểm hiện tại sẽ không đủ cái lượng người để mà làm cho Bi Network được bùng nổ. Và nếu mà muốn được may nếp mở thì Baker Team phải bắt buộc phải giải quyết cái vấn đề KIC. Ít nhất theo theo mình nghĩ nha các bạn, là theo cá nhân quan điểm của mình thôi, đó là ít nhất là phải có từ 70 cho đến 80% lượng người vượt qua được KIC, thì lúc đó Bi Network nó mới có đủ cái lượng người để mà làm cho Bi nó bùng nổ được các bạn. Và cái quan trọng tiếp theo đó chính là hệ sinh thái của Bi Network. Đây là một cái vấn đề phải nói là vấn đề cốt lõi của Baker Team đang mà tiến hành luôn. Vậy hiện tại mà may nếp mở thì các bạn không có nơi để mà lưu thông Bi, không có nơi để mà tiêu xài Bi và không có nơi để mà sử dụng Bi. Mà cái mục tiêu quan trọng của Bi đó chính là Bi sẽ được sử dụng trong một hệ sinh thái ngang hàng. Mà hệ sinh thái vẫn chưa có thì may nếp mở để làm cái gì? Câu hỏi được đặt ra ở đây là không có hệ sinh thái thì may nếp mở để làm cái gì? Không có nơi để mà sử dụng Bi các bạn à. Ở thời điểm hiện tại nếu mà may nếp mở như vậy thì Bi nó sẽ thất bại. Cho nên bạn có thể nhìn nhận bằng mắt của mình luôn, bằng mắt của mình một cách thực tế luôn. Đó là hiện tại nếu mà tính ra những cái ứng dụng trong hệ sinh thái của Bi Network mà được sử dụng, được mà giao dịch luôn các bạn, thì chúng ta chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi các bạn. Quanh đi quẩn lại chỉ có một vài cái ứng dụng thôi. Ví dụ như là Bi Chainmo nè, Bi Buttermore nè. Nhưng mà Bitcoin hiện tại thì chúng ta chỉ được giao dịch trong nước nè, còn Bitcoin thì cũng vậy các bạn, Bitcoin chỉ được giao dịch ở chỗ bên Trung Quốc thôi các bạn. Còn nếu mà Bitcoin chúng ta mà muốn giao dịch tại Việt Nam thì chúng ta phải thông qua một cái bên nhận giao hàng, nhận đặt hàng hộ bên thứ ba đó các bạn. Còn Bitcoin thì ví dụ hiện tại chúng ta ở Việt Nam thì chúng ta chỉ được mua hàng Việt Nam nè, ở Trung Quốc thì chỉ được mua hàng Trung Quốc thôi các bạn. Còn ví dụ như là Workfarmbull thì nó mới mainnet đây thôi các bạn, chưa có nhiều cái mà việc làm cho nó. Rồi nào là diễn đàn phai sai, thì diễn đàn phai sai á, bạn vượt qua được KIC bạn mới tham gia được diễn đàn phai sai này. Nhưng mà cái lượng người tham gia diễn đàn phai sai hiện tại á thì ngày một ít đi các bạn, bởi vì nó không đánh trúng cái mà cái tâm lý của người dùng. Tất cả người dùng Bi Network ở thời điểm hiện tại họ không muốn tham gia mạng xã hội các bạn, mà họ chỉ muốn là trao đổi hàng hóa đó các bạn à. Đó, cái đó là cái thực tế luôn, cho họ không muốn tham gia một cái diễn đàn phai sai nào cả, nói thẳng là như vậy. Còn tất cả những cái ứng dụng còn lại đều trong giai đoạn phát triển hoặc là trong giai đoạn testnet cả, cho nên hiện tại quanh đi quẩn lại vẫn có một vài cái ứng dụng nằm trong hệ sinh thái thôi các bạn. Cho nên trong thời gian vừa qua thì Baker Team đang đẩy mạnh tổ chức cái cuộc thi hackathon nè, và họ đang tổ chức hàng tháng nè, và họ đang tận dụng cái nguồn lực từ cộng đồng Bi Network để mà phát triển hệ sinh thái. Chứ một mình Baker Team thì họ không thể nào để mà làm việc này được các bạn. Cho nên họ đang khuyến khích các nhà phát triển cái ứng dụng của mình ở trên là Bi Network. Nhưng mà ví dụ nha, đây là mình đặt ra một cái giả thuyết nha các bạn. Ví dụ hiện tại có rất nhiều cái ứng dụng rồi, có khoảng 100 ứng dụng nằm trong hệ sinh thái của Bi Network đi. Nhưng mà cái vấn đề KIC vẫn chưa được giải quyết á, thì cũng chưa thể nào mainnet mở được các bạn. Ví dụ như là các bạn xây dựng một khu dân cư nè, xây dựng cơ sở hạ tầng, đường xá, điện đường, trường trạm, các bạn xây dựng hết rồi. Nhưng mà không có người tới đó ở thì làm sao mà có thể xảy ra cái vấn đề mà mở tạp hóa nè, làm sao có thể xảy ra cái vấn đề kinh doanh buôn bán, ví dụ bán đồ ăn sáng này nọ đó, là phải có con người sinh sống trong cái khu dân cư đó, thì lúc đó cái mà khu dân cư đó nó mới phát triển được các bạn à. Cho nên hai cái vấn đề này thì Baker Team cũng đã từng nói và đã từng thông báo cho chúng ta biết rồi các bạn, rằng họ sẽ ưu tiên hai cái duy nhất ở thời điểm hiện tại, đó là KIC và hệ sinh thái. Và hai cái thằng này nó có liên quan mật thiết với nhau, nếu mà thiếu một trong hai thằng thì dự án không thể nào mà may nếp mở được.
Cho nên cái việc mainnet mở sớm hay là muộn là phụ thuộc hoàn toàn vào sự phát triển của hệ sinh thái luôn. Và sự phát triển của cái vấn đề KYC phải có càng nhiều người được thông qua KYC càng tốt các bạn. Tốt nhất là 70-80% số người vượt qua được KYC. Cho nên các bạn thấy mà BKTeam họ không bao giờ mà có một cái ngày giờ cụ thể các bạn. Họ chưa bao giờ từ trước đến nay luôn. Họ làm việc họ chưa bao giờ mà có một cái ví dụ là nói là 2 tháng nữa mainnet mở không các bạn. Họ chưa chắc chắn cái điều gì á là họ sẽ không bao giờ thông báo. Cho nên khi á, mà họ làm xong một cái vấn đề họ mới thông báo nha các bạn. Họ chắc ăn một cái vấn đề gì đó thì họ mới thông báo cho chúng ta biết. Cho nên cái việc mà mainnet mở mà anh Modbay đó anh dự đoán là từ 2 đến 3 năm nữa như là một cái anh Modbay đó nói á, thì đó là còn sớm đó các bạn. Nếu mà nó có thể kéo dài hơn các bạn, thậm chí 3-4 năm, thậm chí nếu mà 4-5 năm luôn, thì đó là một cái việc hết sức bình thường các bạn. Cho nên các bạn phải, các bạn nào mà khai thác Bay Network thì các bạn phải còn có cái nhìn thực tế về cái vấn đề này, để cho các bạn mà không cần phải trông mong từng ngày, các bạn không cần phải chờ mong từng ngày mainnet mở để làm gì cả. Khi nào mà hệ sinh thái hoàn thiện nè, và khi nào mà có một lượng lớn người tham gia vượt qua được KYC nè, thì lúc đó nó sẽ được mainnet mở, đơn giản là như vậy thôi các bạn. Rồi và các bạn có ý kiến gì về cái vấn đề mà khi nào mainnet mở, các bạn hãy để lại một bình luận để chúng ta cùng nhau thảo luận nha. Video chia sẻ của mình đến đây đã kết thúc và các bạn có thể nhấn nút đăng ký qua quả chuông bên cạnh để đón xem những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.